Ngày 13 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác năm 2023 của tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2023. Theo đánh giá của Ủy ban tư pháp của Quốc hội, tội phạm tham nhũng chức vụ phát hiện tăng 71,46% về số vụ, tăng 116,17% số đối tượng, đặc biệt số vụ nhận hối lộ tăng 312,5%, điều này cho thấy với quyết tâm cao của Đảng và nhà nước, công cuộc chống tham nhũng ngày càng đạt hiệu quả. Chuyển sang thông tin trên báo Nhân dân. Đêm ngày 12 tháng 9, mưa rất lớn chỉ trong thời gian ngắn đã hình thành lũ ống bất ngờ trên các sông suối ở thị xã Sapa và các huyện Bát Sát, Văn Bàn của tỉnh Lào Cai. Theo thống kê chưa đầy đủ, trận lũ làm cho 10 người chết và mất tích, 6 người bị thương. Đầu giờ chiều ngày 13 tháng 9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã đến thị sát hiện trường kiểm tra công tác tìm kiếm người mất tích và thăm hỏi gia đình người bị nạn do lũ ống ở thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sapa. Vụ cháy trung cư mini vào hồi 23 giờ 50 phút ngày 12 tháng 9 trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đang đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý loại hình nhà ở này. Theo bài viết trên báo thời nay, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở, nhiều hộ gia đình đã tự ý xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ, trung cư mini mà không tuân thủ các quy định của pháp luật. Các sai phạm chủ yếu là xây dựng không phép, sai phép, chia nhỏ căn hộ tự ý nâng tầng, rồi tự do mua bán, chuyển nhượng, không được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo các chuyên gia pháp lý, hiện nay pháp luật chưa có quy định riêng đối với loại hình trung cư mini mà áp dụng theo luật nhà ở năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác, nhưng trên thực tế thì việc áp dụng luật vẫn còn rất lúng túng. Trong khi các ngành liên tục xin miễn giảm thuế thì các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón lại tha thiết xin được đưa vào thành đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng VAT. Theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị, lý do mà các doanh nghiệp xin được chịu thuế VAT bởi từ năm 2015 trở lại đây, mặt hàng phân bón từ diện áp thuế VAT 5% đã chuyển sang đối tượng không chịu thuế VAT theo luật thuế 71. Điều này dẫn đến toàn bộ thuế VAT đầu vào phục vụ cho sản xuất kinh doanh phân bón của doanh nghiệp không được khấu trừ. Do đó, doanh nghiệp phải hạch toán phần thuế này vào phần chi phí làm cho giá thành sản phẩm tăng lên từ 5 đến 8%. Kéo theo đó là giá phân bón đến tay người nông dân cũng bị tăng theo. Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, 12,5 triệu sim đã được xác định là sim giác. Đây là kết quả ra soát thời gian qua. Nhưng thực tế, sim giác được bán thường kèm với tài khoản khuyến mãi khủng để hấp dẫn người mua những sim này đã được đại lý kích hoạt và nuôi trong một thời gian khá lâu sim mới từ các nhà mạng phân phối đến các đại lý thường theo lô các đại lý lớn lại chia nhỏ tiếp cho các đại lý thứ cấp rồi lần lượt đến các cửa hàng buôn bán sim nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng muốn triệt nạn sim giác thì các nhà mạng di động phải tiên phong và quyết liệt nhất bởi dù sao thì sim giác cũng là nồi cơm của họ nếu nhà mạng còn dung dưỡng thì sim giác vẫn còn sống lâu dài Mới đây, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ban hành quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu và đình chỉ khai thác chuyến xe, nốt xe đối với 11 phương tiện của 7 doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải theo tuyến cố định tuy nhiên theo bài viết trên báo hà nội mới tình trạng vi phạm nhiều nhưng việc kiểm tra xử phạt của lực lượng chức năng chưa tương xứng nên xe hợp đồng trá hình hoạt động như xe khách tuyến cố định càng có cơ hội phát triển đến mức khó kiểm soát đại diện lãnh đạo hiệp hội vận tải ô tô việt nam cho rằng nhiều quy định của pháp luật về vấn đề này không còn phù hợp vì vậy cần thay đổi mở rộng quyền chủ động cho các đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định về bến xe nhất là việc tăng giảm tần suất chạy xe trên tuyến để phù hợp cùng với cung cầu của thị trường.